Chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo nhá. Yeah. Hôm nay lại tiếp tục ẩm thực mọi người. Anh em mình cái gì đấy anh Xuân? Bánh cuối. Bánh cuối. Bánh cuối à? Đây là bánh xèo mọi người. Ôi dồi ôi, kìa kìa kìa. Cái ba này đổ nước chấm đi. Bỏ nó sống rồi đây. Bỏ nó sống rồi đây. Phúc bỏ nó sống rồi đây. Bánh xèo. Đây gọi là món bánh xèo nha mọi người. Hoa này không mang thêm. Bốc bánh. Năm triệu. Rồi. Đây. 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 Đầy đủ gia vị luôn nha. Đây đổ. Cái này để đây. Anh em bước. Máy đa nha mọi người. Giới thiệu từng sản phẩm nha các bạn nhé. Đây là bánh xèo này mọi người. Bánh xèo thì không thể thiếu được nước chấm, nó gồm nó nước chấm này, chua ngọt nha mọi người nhé. Với lại đu đủ, đúng không? Cà rốt. Đây các bạn, ngon lắm. Đây là cuca. Đây là rau sống. Bây giờ anh em mình mời tất cả mọi người nhá. Yeah ha. Gì các bạn nào? Đây à, tôi ngay nhá. Hai ba tôi ăn cái nghị vỡ trời nhiều ngon thế mình mời các bạn nha. Cảm ơn. Ngon ăn con vịt nè, thịt tôm mẹ ấy, cho vào cái bánh ra, cho bánh ra cái nước vỡ này. Dương cho bánh đa nữa vợ. Dương hóng vào cái bánh đa. Đồ. Vợ quá. Cho như vậy dễ chấm. Đồ. Cho nó quấn nào. Nhưng cho hẳn nó quấn. Quên cái món bánh xèo rất là ngon các bạn. Tấm mắt tôm, tấm mắt nha. Rất không đạt tiền rồi. Ăn được không? Có ăn được rồi. Có tôm tép lắm. Đây mà sao ai cũng thích ăn nhỉ? Đây không gọi là bánh xèo. Bánh cú cà. Bánh cú cà.
ăn một cái này no nhỉ. Nhanh nỏ cái này là sao mà họ không thích ăn, đúng không? Ăn rau xà lách lắm. Này bác, ăn này. Ok em này không? Ăn này, cứ chấm bình thường. Công nhận ngon nhỉ. Quán này là ngon. Ngon không? Ngon. Nhìn thằng bạn của tôi ăn ngon hết rồi. Ngon không bạn? Ngon. Ngon. Nên là ông cũng dương mắt nảy nha bạn nha. Ui mùi. Mùi ăn cũng có mùi. Đăng. Mời các bạn. Ngon lắm mọi người ạ. Rất là ngon. Ngon lắm. Sướng sướng quá là. Dương thấy thế nào? Rất ngon nha các bạn. Rất ngon à? Dương vẫn nấy bảo rất là ngon các cụ ạ. Ngoài này nó phải cứng cứng tí, vừa nãy là nó còn nóng. Các bạn mình kiểm tra trong này có gì nhá. Tôm này, nhân thịt, giá đỗ này. Mình thấy nào. Mời mọi người nhá. Các bạn thấy nước nào? Tôi thấy nước chanh nước này. Đây đúng không ạ? Thôi. Lại nó dơm. Mới ngon được. Nát nó lấy no. 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 Anh Xuân chưa ăn cơm nhỉ? No. Chưa. Và sao mình thấy ăn Xuân ăn này khỏe vậy. Ăn rất là khỏe. Đây bánh xèo mọi người. Bánh xèo đậm vị quê. Ngon. Bạn nào thích ăn hãy về quê ăn. Ai đi làm nước ngoài, làm xa về quê ăn hết chấm. Này tôm tem. Hết chấm là hết nước chấm. Ăn đi, ăn đi. Nếu ăn được. Vậy à? Nó hơi đỏ. Ý đâu? Thì mình quay. Ây chú, anh Xuân rồi. Giờ anh Xuân, anh Xuân. Em thấy hơi đau bụng. Để em về đi. Ừ, về, đi về.
Thôi anh em mình xin tạm dừng anh clip nhé. Cho tôi đi về xin phép anh em nhé. Cút cút cút.